Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LG. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân nhé. Sau số đầu tiên của chuyên mục hỏi đáp, chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi từ các bạn, kèm theo đó là vô số câu hỏi thú vị. Tuy nhiên, do thời lượng video có hạn và số lượng câu hỏi khá nhiều, nếu như câu hỏi của các bạn chưa được giải đáp, đừng lo lắng, chúng tôi sẽ trả lời trong các số tiếp theo. Với chuyên mục hỏi đáp số thứ hai này, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với những câu hỏi hấp dẫn trong video ngày hôm nay. Chuyên mục hỏi đáp số thứ hai chính thức bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên, Tiêu Tiêu ra đời như thế nào nếu Mỹ Đô Toa không mang thai? Từ những diễn biến mới nhất của câu chuyện, Mỹ Đô Toa sắp nuốt viên đan dược mà Tiêu Viêm đưa cho. Viên đan dược cấp 7 thiên hồn dung huyết đan này, mặc dù công dụng đã được thay đổi từ viên đan dược dưỡng thai của nữ vương Mỹ Đô Toa trong nguyên tắc thành viên đan dược chữa lành linh hồn bị tổn thương, thế nhưng không thể hoàn toàn phủ nhận sự ra đời của Tiêu Tiêu. Dù không bàn đến mức độ nổi tiếng của Tiêu Tiêu, chỉ riêng việc xuất hiện của cô ấy có vai trò quan trọng trong sự phát triển của cốt truyện là điều không thể bỏ qua. Tuy nhiên, cách mà Tiêu Tiêu ra đời có thể sẽ có một số thay đổi, bởi vì trong những phần trước của câu chuyện, chi tiết Mỹ Đô Toa mang thai đã bị thay đổi, khiến cho từ việc Tiêu Tiêu sinh ra theo cách tự nhiên trong nguyên tắc đã biến thành một thể năng lượng, thậm chí sự thay đổi này còn liên quan đến dị hỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm. Do đó, Tiêu Tiêu thường bị trêu đùa là con của Mỹ Đô Toa và dị hỏa này. Thế nhưng từ những diễn biến ngầm ám chỉ trong câu chuyện và việc Mỹ Đô Toa sắp sửa giải quyết năng lượng còn sót lại của dị hỏa sau khi dùng thiên hồn dung huyết đan, cách mà Tiêu Tiêu ra đời có lẽ sẽ quay trở lại việc sinh tự nhiên. Còn về việc tại sao không phải là sinh ra từ trứng thì điều này dễ hiểu hơn, vì sau khi Mỹ Đô Toa đã đến sức mạnh của đấu tông, cô đã hoàn toàn có hình dáng của con người. Việc Tiêu Tiêu xuất hiện chính là kết quả của sự kết hợp giữa Mỹ Đô Toa sau khi đạt tới đấu tông và Tiêu Viêm, do đó không còn tồn tại sự cách ly sinh sản giữa người của tộc xà nhân và con người. Tổng thể mà nói, Tiêu Tiêu chắc chắn sẽ được sinh ra theo cách tự nhiên. Câu hỏi số 2, Địa Yêu Khôi tiến hóa thành Thiên Yêu Khôi như thế nào sau khi tiến hóa sức mạnh đạt đến cấp độ đấu tôn hay chưa? Quá trình Tiêu Viêm nâng cấp Địa Yêu Khôi thành Thiên Yêu Khôi như sau. Tiêu Viêm có được con rối đầu tiên là Địa Yêu Khôi sau khi tiêu diệt thất tinh đấu tông Địa Ma Lão Quỷ một cách tình cờ. Để luyện chế Địa Yêu Khôi cần có xác hoàn chỉnh của một đấu tông, ma hạch cấp 7 và linh hồn của cường giả đấu tông. Ban đầu, Tiêu Viêm luyện chế thành công yêu khôi màu đồng với sức mạnh đạt đến cấp độ lục tinh đấu tông. Mặc dù không thể sử dụng đấu kỹ hay là công pháp, thế nhưng vì không có cảm giác đau và không mệt mỏi, thực lực thực tế của nó có thể là rất mạnh mẽ. Để tiến hóa, Địa Yêu Khôi cần hấp thụ đan lôi. Khi mà Tiêu Viêm luyện chế thiên hồn dung huyết đan, đan lôi đã loại bỏ nhiều tạp chất của Địa Yêu Khôi. Sau đó, trong đại hội luyện dược sư của đan tháp, Tiêu Viêm đã triệu hồi ngũ sắc đan lôi khi mà luyện chế đan dược, và để Địa Yêu Khôi hấp thụ đan lôi này. Trong quá trình hấp thụ, Địa Yêu Khôi đã gây ra nhiều biến đổi trong lôi vân, thu hút đan lôi từ các luyện dược sư khác. Với việc hấp thụ ngày càng nhiều lôi điện, Địa Yêu Khôi đã tiến hóa thành Thiên Yêu Khôi. Sau khi tiến hóa thành Thiên Yêu Khôi, sức mạnh của nó được nâng lên rõ rệt. Da của nó không còn cảm giác cứng rắn mà trở nên mềm mại hơn. Tiêu Viêm đã thử nghiệm cường độ thân thể của nó bằng dao găm dị hỏa, thế nhưng chỉ để lại một vết trắng mờ và nó nhanh chóng biến mất. Lúc này, Thiên Yêu Khôi có sức mạnh tương đương với Tam Tinh Đấu Tôn, và khi Tiêu Viêm thu phục Tam Thiên Diễn Viên Hỏa, nó có thể đấu với một Tam Tinh Đấu Tôn mà không bị lép vế. Sau này, Tiêu Viêm còn thu phục 10 Địa Yêu Khôi tại di tích cổ. Những Địa Yêu Khôi này có thể nâng cao sức mạnh lên Thiên Yêu Khôi thông qua một trận pháp. Tiêu Viêm đã sử dụng lôi trì của Thái Hư Cổ Long để nâng cấp tất cả chúng thành Thiên Yêu Khôi, sau đó dùng bí pháp hợp nhất sức mạnh của chúng, tạo ra một Tử Kim Thiên Yêu Khôi đủ mạnh để sánh ngang với Cửu Tinh Đấu Tôn. Tuy nhiên, do giới hạn về nguyên liệu, Tử Kim Thiên Yêu Khôi không thể nào tiếp tục tiến hóa. Khi mà Tiêu Viêm đạt đến cấp độ đấu thánh, phải đối mặt với các cường giả đấu thánh, Tử Kim Thiên Yêu Khôi không còn phát huy được nhiều vai trò, và Tiêu Viêm đã để nó ở lại Tinh Vẫn Các để canh giữ cổng. Tóm lại, việc Thiên Yêu Khôi tiến hóa đã biến nó thành một lá bài mạnh mẽ của Tiêu Viêm, góp phần giúp anh chiến thắng nhiều đối thủ mạnh mẽ. Sức mạnh cụ thể của nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, thế nhưng sau khi tiến hóa và được cường hóa, nó có đủ sức mạnh để đối đầu với Cửu Tinh Đấu Tôn. Đây là một thực lực rất mạnh mẽ trong tầng lớp đấu tôn. Tuy nhiên, khi mà đối mặt với cường giả cấp đấu thánh, vai trò của nó trở nên hạn chế hơn. Câu hỏi số 3, cũng là mang thai sinh con, tại sao Mỹ Đô Toa lại mang thai đến 4-5 năm? Mặc dù từ khi Tiêu Viêm đến Trung Châu, nữ vương Mỹ Đô Toa không còn xuất hiện quá nhiều, thế nhưng nữ vương cũng không nhàn rỗi. Trong khi quản lý Viêm Minh mà Tiêu Viêm để lại, Thái Lân cũng đã sinh ra kết tinh của tình yêu giữa cô và Tiêu Viêm. Thực tế, lý do mà các trưởng lão của tộc xà nhân cảm nhận được sự bất ổn trong cơ thể của Mỹ Đô Toa, dấu hiệu sắp nổ tung, không phải vì năng lượng còn sót lại của tụ hồn tông hỏa không hòa hợp với linh hồn của thất thải thôn thiên mãng, mà là vì Mỹ Đô Toa đã mang trong mình đứa con gái Tiêu Tiêu của Tiêu Viêm. Mặc dù trong nguyên tắc đấu phá tương không nói rõ Tiêu Tiêu sinh ra khi nào,
Thế nhưng từ những chi tiết khác nhau có thể suy đoán ra thời điểm sinh của Tiêu Tiêu. Khi mà Tiêu Viêm cùng với Tiểu Ưu Tiên và những người khác giải cứu Dược Lão từ tay của Hồn Điện, bản thân của hắn cũng bị thương nặng. Nếu không có Tam Thiên Sĩ Bên Hỏa, hắn đã suýt chết. Trong thời khắc nguy hiểm này, ở xa tại Sa Mạc Đế Quốc, Mỹ Đô Toa dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, nhìn về phía Trung Châu và thầm nhắn rằng Tiêu Viêm đã rời đi được 5-6 năm rồi. Trong khi đó, Tiêu Tiêu đứa bé đang chơi đùa bên cạnh đã tầm 2-3 tuổi. Thêm vào đó, sau khi Tiêu Viêm bế quan 1 năm rồi đi luyện tập tại Thiên Mộ suốt 1 năm, cuối cùng kịp thời quay về cứu Tiêu Tiêu khi cô bé 5 tuổi trong trận chiến tại Huyền Hoàng. Điều này cho thấy thời gian Mỹ Đô Toa mang thai Tiêu Tiêu kéo dài đến 4-5 năm. Thực tế, sự khác biệt giữa tộc xà nhân và con người không chỉ nằm ở hình dạng mà còn ở cách sinh sản. Con người thường mang thai chỉ cần 10 tháng, thế nhưng tộc xà nhân thì cần tới 3 năm và huyết mạch càng mạnh thời gian mang thai càng dài. Vì Mỹ Đô Toa là nữ vương của tộc xà nhân, huyết mạch của cô tất nhiên cao quý và mạnh mẽ hơn xà nhân bình thường rất nhiều. Thêm vào đó, Mỹ Đô Toa đã kết hợp với thất thải thôn thiên mãng, một loại dị thú cổ đại, khi mà sử dụng dị hỏa để đột phá đấu tông và tiến hóa. Do đó, huyết mạch của cô mạnh mẽ đến mức không thể nào so sánh với các ma thú thông thường. Vì vậy, việc Mỹ Đô Toa mang thai suốt 4-5 năm là điều hoàn toàn hợp lý, bởi huyết mạch càng mạnh, thời gian mang thai càng dài. Thế nhưng phải biết rằng Huân Nhi là người mang huyết mạch thần phẩm hoàn mỹ nhất trong hàng nghìn năm của cổ tộc. Tài năng của cô so với Mỹ Đô Toa, người đã thức tỉnh huyết mạch thất thải thuần thiên mãng, tuyệt đối không hề kém cạnh. Không cần nói đến việc huyết mạch thần phẩm này hiếm có thế nào, mà ngay cả trên huyết mạch của thất thải thuần thiên mãng của Mỹ Đô Toa còn có cửu thải thuần thiên mãng. Vậy tại sao Mỹ Đô Toa vẫn mang thai lâu như vậy? Mặc dù sự khác biệt giữa con người và ma thú có phần ảnh hưởng, thế nhưng nguyên nhân chính là do Tử Nghiên. Khi mà Tiêu Viêm luyện chế đan dược theo yêu cầu của đơn phương đã thêm vào một giọt tinh huyết của ma thú cấp 7. Thế nhưng Tiêu Viêm không biết rằng giọt tinh huyết này đến từ Thiên Yêu Hoàng, một ma thú cổ đại. Thấy năng lượng ở trong tinh huyết bạo phát sắp gây nổ lò, Tử Nghiên đã kịp thời ra tay, dùng một giọt tinh huyết của mình để kiểm soát cơn bạo phát này. Danh tính của Tử Nghiên chắc chắn không cần phải nói, cô chỉ là người thống trị của ma thú cổ đại Thái Hư của Long tộc. Đừng coi thường hai giọt tinh huyết này, bởi huyết mạch càng mạnh, lượng tinh huyết trong cơ thể ma thú càng ít, nhất là với những ma thú cổ đại hàng đầu này. Do đó, sau khi Mỹ Đô Toa uống đan dược, trong cơ thể của cô không chỉ có huyết mạch của thất thải thôn thiên mãng, mà còn là sự kết hợp của huyết mạch của Thiên Yêu Hoàng và Thái Hư của Long. Thời gian cần thiết cho việc này chắc chắn không thể đo lường theo lý lẽ thông thường. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi mà Mỹ Đô Toa mang thai từ 4-5 năm. Câu hỏi số 4. Cùng tồn tại dưới dạng linh hồn, vì sao Dược Lão lại yếu hơn Thiên Hỏa Tôn Giả? Dược Lão xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm từ đầu, hướng dẫn và hỗ trợ sự trưởng thành của Tiêu Viêm. Khi mà Tiêu Viêm đối đầu với Vân Lam Tông trong hẹn ước 3 năm, sức mạnh của Dược Lão chỉ đủ để giao đấu với Vân Sơn, một đấu tông nhị tinh, thế nhưng không thể đánh bại được ông ta. Theo lý mà nói, Dược Lão, người từng đạt đến đỉnh cao của đấu tôn cửu tinh và là một luyện dược sư bát phẩm rồi chỉ còn lại linh hồn, cũng nên dễ dàng đánh bại Vân Sơn. Tuy nhiên, trong những diễn biến gần đây của đấu phá thương khung, Thiên Hỏa Tôn Giả, người chỉ từng là một đấu tôn lục tinh khi còn sống, lại thường xuyên có những khoảng khắc xuất sắc, cũng là linh hồn, thế nhưng Dược Lão với sức mạnh vượt trội lại thua kém Thiên Hỏa Tôn Giả. Điều này không thể không nhắc đến nguyên nhân tử vong của hai người. Cả hai đều trở thành linh hồn, thế nhưng những gì họ trải qua trước khi chết hoàn toàn khác nhau. Dược Lão bị đồ đệ Hàn Phong phản bội, đầu độc và tấn công bất ngờ, sau đó bị cường giả của điện bao vây, ông phải tự bạo để thoát khỏi vòng vây. Thế nhưng mà linh hồn của ông bị tổn thương rất nghiêm trọng vì các phương pháp của hồn điện phần lớn nhắm vào linh hồn. Nếu không, Dược Lão đã không phải hấp thụ đấu khí của Tiêu Viêm trong suốt 3 năm mới có thể tỉnh lại. Mặc dù Dược Lão đã tỉnh dậy, thế nhưng vết thương linh hồn vẫn chưa hồi phục, thậm chí còn trở nên nghiêm trọng hơn sau nhiều lần sử dụng sức mạnh quá mức để giúp Tiêu Viêm, khiến ông rơi vào trạng thái ngủ say. Những điều này cho thấy linh hồn của Dược Lão gặp nhiều vấn đề. Ngược lại, Thiên Hỏa Tôn Giả đã buộc phải từ bỏ thân xác khi mà bị tấn công bởi đám thần lằn trong khi hấp thụ Vân Lạc Tâm Viêm, nhưng mà linh hồn của ông không bị tổn thương nhiều. Hơn nữa, sau khi được Tiêu Viêm đưa ra khỏi thế giới dưới lòng đất trong trận chiến với Ma Viêm Cốc, Thiên Hỏa Tôn Giả đã nuốt chửng linh hồn của một hung hồn có sức mạnh tương đương với đấu tông, làm tăng đáng kể sức mạnh của mình. Sự khác biệt trong hoàn cảnh của hai linh hồn này đã dẫn đến sự chênh lệch về sức mạnh giữa họ.